Theo đó, vào khung giờ 13 giờ đến 17 giờ và từ 19 giờ đến 23 giờ, 15 tổ công tác đặc biệt 141 sẽ nhận lệnh cắm chốt tại những nút giao thông trọng điểm trong khu vực diễn ra hoạt động của đoàn khách. Tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi vi phạm luật giao thông, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, đấu tranh các đối tượng vi phạm hành vi như tàng trữ ma túy, vũ khí trái phép, không để xảy ra các tình trạng phức tạp về an ninh trật tự. Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng phối hợp với lực lượng 141 hóa trang tuần tra, xử lý các đối tượng có hành vi tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng.